Hello, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Ăn Chơi Cùng Nhân Lì Đẹp Trai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Ăn Chơi Cùng Nhân Lì trong thời gian vừa qua. Thì bữa nay mình sẽ không quay video clip nói chuyện cuộc sống Mỹ nữa. Bữa nay mình phải quay video clip cuộc sống hưởng thụ của mình chứ. Tại vì các bạn biết không, thường 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 hàng ngày á, mình hay quay video clip về tâm sự đời cô lụ phải không? Bữa nay mình sẽ không quay video clip về tâm sự đời cô lụ nữa đi. Bữa nay mình quay video clip về chơi tiểu cảnh đi các bạn, chơi hồ thủy sinh đi ha. Ok. Thì các bạn cũng đã biết là khi mà mình đi làm mail về á, thì mình sẽ làm cái gì đó để chơi. Chẳng hạn như là mình làm hồ ké đồ chơi. Người Mỹ họ cũng rất là thích chơi hồ thủy sinh các bạn. Ok. Bây giờ thì mình đã có được một cái này là cái substrate các bạn ha. Bên Việt Nam các bạn gọi là gì đó. Thì mình sẽ làm một cái hồ thủy sinh đơn giản thôi, đơn giản thôi các bạn ha. Không cần phải quá cầu kỳ lắm đâu. Cái hồ này mình mua lâu lắm rồi các bạn, nhưng mà mình không có xài. Bữa nay mình lấy ra mình chơi đào cảnh đẹp. Ok, ở bên Mỹ bây giờ tối rồi các bạn ơi, giờ lao nó lại ha. Thì bây giờ mình sẽ có một cái hồ ở đây, bây giờ để mình lấy cái đèn ra nè. Bây giờ mình sẽ gắn nó đây đi ha. Đó. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ có một cái hồ ở đây ha. Thì ở trong cái hồ này nó đã có cái màu đen đen rồi. Cái màu đen đen này là phosphate substrate các bạn. Có nghĩa là nền đó. Thì mình có mua ba cái bịch rồi, cái này bịch này bên Việt Nam người ta gọi là cỏ cỏ gì đó. Cho hồ thủy sinh thì mình mua trên mạng Amazon, nó sẽ được 3 bịch như vậy. Đó. Thì bây giờ mình sẽ làm cho 3 hồ, nhưng mà bây giờ mình sẽ thử mình sẽ thử xài một bịch thôi. Thì ở trong này nó ghi á là các bạn bỏ substrate lên, xong rồi các bạn gãi nó lên và các bạn giữ ở nhiệt độ là 82 độ F. 82 độ F nhé. Ok. Bây giờ mình nghĩ là cái nước này nó hơi nhiều cho nên mình sẽ đổ nó ra bớt. Ok các bạn ơi, thì mình đã đổ nước ra hết rồi ha. Rồi. Cuối tuần không có gì làm thì làm ra cho vui thôi. Thì bây giờ bữa nay mình không có làm video clip kể chuyện nữa, lâu lâu phải phải đổi gió chứ 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 các bạn cứ tưởng mình đi làm về rồi không có gì làm. Ở Mỹ mình, ở bên Mỹ mình cũng có nhiều thú vui lắm bạn. Đó, ok. Rồi. À bây giờ thì mình có mua thêm một cái bịch này nữa ha. Tất cả mọi thứ đều mua ở trên Amazon cả. Thì cái bịch này sau khi mà mình gãi cái hạt này lên á thì nó sẽ mọc ra những cái cỏ này các bạn. Đây là thảm cỏ cho hồ thủy sinh ha. Thì bây giờ mình đã có một cái lớp màu đen ở dưới rồi, cái này giống như là phân nền vậy đó. Bây giờ thì mình sẽ gãi một cái lớp màu trắng ở trên nữa.
Mình nghĩ là như vậy là nó đủ đó các bạn ha. Ok. Bây giờ thì mình coi trên YouTube mình thấy như người ta làm như vậy cho nên mình cũng làm như vậy. Bây giờ mình gắn đèn vào đây đi. Ok. Sau khi mà mình sẽ gắn cái này xong rồi thì mình sẽ gãi, đây là cái hạt giống của cây cỏ các bạn ha. Tất cả đều mua trên Amazon hết. Nếu mà các bạn nào mà thích chơi mà các bạn ở bên Mỹ mà các bạn không biết chỗ mua đó thì mình sẽ chỉ cho các bạn mua ha. Bây giờ mình sẽ gãi cỏ ở đây. Ok các bạn ơi, thì sau khi người ta gãi xong người ta sẽ xịt một miếng nước lên nữa. Đây. Mình sẽ xịt một miếng nước lên để cho nó ẩm các bạn ha. Ok. Thì ở trên cái bịch người ta ghi là các bạn có thể bao nó lại hoặc là các bạn có thể để đèn trong vòng từ từ 7 ngày tới 8 ngày nó sẽ nở lên một cái thảm cỏ. Thì mình đã gãi hết rồi, bây giờ mình sẽ để đèn như vậy và 8 ngày sau để coi nó có nở hay không các bạn ha. Rồi sau khi mà nó nở rồi thì mình sẽ bỏ nước vô và mình sẽ bỏ mấy cây thủy sinh vô đây. Ok. Nhưng mà mình sẽ chùm thêm cái này nữa để cho nó có một cái độ ẩm các bạn. Cái này khi mà nó có cái độ ẩm nó sẽ mọc lên rất là lẹ ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ đẩy nó vô đây. Ở trong này thì mình có hai cái hồ thủy sinh nữa. Các bạn thấy không, cái hồ này thì mình làm đơn giản thôi. Có con cá bi đè. Với lại có mấy con ốc trong này. Mình làm cái này mình làm đơn giản thôi. Hai cái hồ này mình làm chơi cho vui cuối tuần thôi. Bên đây có một cái hồ nữa. Rồi. Đó, cuối tuần thì mình sẽ coi mấy con cá này chơi cho vui thôi. Một cái góc làm việc của mình. Nhìn thấy mấy con cá nó bơi tung tăng thì thấy là vui lắm các bạn ơi. Ở trong này nó có mấy con ốc nó nhỏ xíu nè. Thì mấy cái cây này nó lớn rất lẹ luôn các bạn nhìn nè. Đó. Hồi đó mình trồng có mấy nhánh nè, bây giờ nó lớn lên nè. Nó lớn theo cái ánh nắng đó các bạn, ánh đèn đó. Còn cái cây bên này thì nó tốt quá trời luôn nè. Đó, thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ để đây 8 ngày nữa nha các bạn ha. Để coi cái nó có mọc lên hay không.